Arsenal đã có một chiến thắng rất quan trọng để tạm chút bỏ áp lực sau hai trận thua liên tiếp trước Man United và Everton. Tuy chưa thể giúp pháo thủ Chelsea vào top 4, nhưng màn vui dập Southampton cũng đủ mang lại niềm vui cho các cổ động viên và quan trọng hơn là chiến thắng này đã cho thấy những dấu hiệu tích cực trong chặng đường phía trước. Trước hết, niềm tin của Mikel Arteta đã được đền đáp xứng đáng khi ông quyết định giữ nguyên đội hình đá chính với Everton ở trận gặp Southampton. Vẫn là những cầu thủ đó, nhưng cái trời đã khác xa so với thất bại ở Goodison Park. Sau những phút khởi đầu chậm chạp, các pháo thủ đã dần chơi tốt hơn và quyết tâm hơn ở quãng thời gian sau đó. Có lẽ cũng đã lâu lắm rồi, người hâm mộ Arsenal mới lại được chứng kiến đội nhà phối hợp đẹp mắt như vậy để ghi bàn mở tỷ số. Tính từ khi thủ môn Aaron Ramsdale phát bóng, tổng cộng 8 cầu thủ Arsenal đã tham gia vào tình huống triển khai bóng từ vòng cấm địa đội nhà cho đến khi bóng nằm gọn trong mảnh lưới của Southampton. Trong khoảng 20 giây đó, 8 cầu thủ Arsenal đã có tổng cộng 20 lần chạm bóng với nhiều đường truyền một chạm rất nhanh để thoát pressing trước khi Saka căng ngang thuận lợi cho Lacazette thực hiện pha đệm bóng một chạm chuẩn xác. Như vậy một lần nữa ở mùa giải này, Arsenal lại dẫn trước đối thủ trong hiệp 1. Tuy nhiên khác với hai thất bại trước Man United và Everton, lần này các học trò của Arteta đã không còn chơi trùng xuống và để đánh mất thế trận vào tay đối thủ nữa. Thậm chí các pháo thủ có chơi tấn công mạnh mẽ hơn nữa trong hiệp 2 sau khi đã có hai bàn làm vốn. Nếu may mắn hơn, có lẽ Martinelli và Saka cũng đã có bàn thắng của riêng họ và tỷ số có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở con số 3. Mặc dù vậy, chiến thắng 3 sao trước Southampton cũng đủ khẳng định lời nói trước đó của Matthew Degard. Các cầu thủ không nên ra sân với tâm lý sợ thua để rồi tự đánh mất thế trận sau khi có bàn dẫn trước. Dĩ nhiên khi đã có được tâm lý thoải mái, các pháo thủ sẽ thi đấu thanh thoát hơn rất nhiều. Bàn thắng mở tỷ số của Lacazette là một ví dụ. Nếu các cầu thủ không có sự tự tin và thoải mái, có lẽ pha bóng này đã không thể thành công mi mát đến vậy. Về cơ bản, khi đội bóng của bạn ghi tới 3 bàn và giữ sạch lưới, gần như các cầu thủ đều sẽ được gắn cái mác chơi tốt. Tuy nhiên trong cả một tập thể 11 người, dù thế nào vẫn sẽ có những ngôi sao nổi bật hơn phần còn lại. Ở trường hợp cụ thể này, chúng ta cần dành tặng lời khen ngợi cho Gabriel Martinelli. Cầu thủ người Brazil tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc để góp công lớn vào chiến thắng mới đây của pháo thủ. Với năng lượng, tốc độ và kỹ thuật của mình, anh đã liên tục khuấy đảo hành lang cánh trái với nhiều pha đi bóng lắt léo và những pha tranh chấp đầy mạnh mẽ. Tính trên cả trận, Martinelli đã tạo ra 3 cơ hội ghi bàn, thực hiện một đường kiến tạo và một cú sút đưa bóng đi trúng cột dọc. Rõ ràng màn trình diễn xuất sắc của tiền đạo người Brazil đã khiến Arteta rất khó có thể rút anh ra khỏi sân, dù Emil Smith Rowe đã trở lại trên băng ghế dự bị. Nhưng dù thế nào thì Smith Rowe có vẻ vẫn sẽ được ưu tiên hơn, dù Martinelli cũng sẽ có nhiều cơ hội để chơi bóng hơn trong thời gian tới, đặc biệt là ở trận Tomale cần xoay tua liên tục sắp tới nhằm đảm bảo thể lực trong các cầu thủ. Ngoài Martinelli, Matteo Rigat cũng xứng đáng nhận được những tràng pháo tay của người hâm mộ. Cầu thủ người Na Uy đã có trận thứ 3 liên tiếp ghi bàn cho Arsenal và điều quan trọng hơn, anh tiếp tục chứng tỏ mình xứng đáng lĩnh sướng vị trí nhạc trưởng của pháo thủ. Dù không hoàn toàn chơi như một số 10 cổ điển khi thường xuyên đá dạt cánh phải, nhưng Rigat vẫn thường tạo ra sự kết nối với các vệ tinh xung quanh để tạo ra cơ hội nguy hiểm. Ví dụ như phản ánh gót tinh tế cho Bukayo Saka. Tương tự, Tommy Jasu tiếp tục có màn trình diễn xuất sắc để chứng minh rằng Arsenal đã lời như thế nào khi mua được anh với giá chưa tới 20 triệu bảng. Hậu vệ người Nhật Bản vẫn duy trì được những tình huống phòng ngự chắc chắn, đồng thời ngày càng cải thiện khả năng hỗ trợ tấn công sắc nét hơn. Ngoài đường truyền thuận lợi cho Saka, Tommy Jasu còn suýt ghi bàn với một cú sút một chạm như một tiền đạo, buộc thủ môn Caballero phải trổ tài cứu thua. Bên cạnh đó, Aaron Ramsdale vẫn chơi hay như thường lệ để giúp đội nhà có trận thứ 7 giữ sạch lưới kể từ đầu mùa. Đặc biệt, cựu thủ môn Sheffield United đã cho thấy một phẩm chất rất đáng quý khi luôn giữ được sự tập trung cần thiết dù đội nhà đã dẫn trước tới 3 bàn. Nếu không có sự tỉnh táo của thủ môn người Anh, có lẽ Arsenal đã phải nhận ít nhất một bàn thua trước Southampton. Và đâu chỉ có cứu thua xuất sắc, Ramsdale còn gây ấn tượng với khả năng phát động tấn công cực tốt mà được chuyền cho Martinelli băng lên rất nhanh là một ví dụ. Trước đó, người gác đền 23 tuổi có tham gia vào pha triển khai bóng dẫn đến màn mở tỷ số nhờ khả năng dùng chân cực tốt của mình. Mặc dù vậy, trận thắng Southampton chỉ có thể mang lại niềm vui tạm thời, chứ chưa thể tạo ra sự yên tâm tuyệt đối với Arsenal. Trước hết, Southampton chỉ là một đối thủ yếu, và điều này đã giúp pháo thủ triển khai lối chơi thuận lợi hơn, dù một số vị trí đã chơi không tốt ở trận này. Lấy ví dụ cụ thể, cặp tiền vệ trung tâm Saka và Partey đã chơi tốt hơn so với trận Everton, nhưng họ vẫn chưa thực sự làm chủ được tuyến giữa, hay nói đúng hơn là chưa thi đấu đúng với phong độ tốt nhất của họ. Tương tự, cặp trung vệ Ben White và Gabriel cũng chơi không tốt trong khoảng 15 phút đầu trận, qua đó giúp đối thủ có nhiều cơ hội ghi bàn nguy hiểm. Ở bên hành lang cánh trái, Tierney vẫn chỉ chơi ở mức tròn vai, chứ chưa thực sự tạo ra nhiều đột biến trong tấn công như Nuno Tavares. Đặc biệt, Lacazette vẫn chưa thể khiến người hâm mộ yên tâm về vị trí tiền đạo. Ngoài bàn thắng mở tỷ số, cầu thủ người Pháp gần như không để lại nhiều ấn tượng, dù anh vẫn hoạt động rất năng nổ. Nói chính xác hơn, Laca vẫn chưa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính của một tiền đạo, đó là dứt điểm và ghi bàn. Trong hơn 80 phút thi đấu trước Southampton, tiền đạo người Pháp chỉ có duy nhất một cú sút và sau đó anh mất hút trong phần còn lại của trận đấu. Nói như vậy để thấy rằng Arsenal vẫn rất cần một chân sút đẳng cấp trong thời gian tới nhằm đảm bảo số lượng bàn thắng đều đặn hơn qua từng vòng đấu. Vấn đề này đang càng trở nên cấp bách hơn khi đội trưởng Aubameyang mới bị loại khỏi đội hình thi đấu do vi phạm kỷ luật của câu lạc bộ. Sự cố này khiến tương lai của Aubameyang đang bị đặt một dấu hỏi lớn trong bối cảnh anh đang sa sút phong độ một cách thảm hại.
Trong quá khứ, Mikel Arteta đã từng thẳng tay loại bỏ ngôi sao Mesut Ozil hay cầu thủ trẻ vô kỷ luật Matteo Guendouzi. Bởi vậy, khả năng Aubameyang bị trả vẫn có thể xảy ra, nhất là khi tiền đạo người Gabon đã nhiều lần vi phạm kỷ luật của câu lạc bộ. Tuy nhiên, việc loại bỏ Aubameyang cũng sẽ mang đến một vấn đề lớn cho Arsenal ở vị trí tiền đạo. Nếu không thể sử dụng hiệu quả Laka, Martinelli hay Nketiah, rất có thể Arteta sẽ phải tìm kiếm một tiền đạo mới trong phiên trận đông tháng 1, dù khả năng thành công là không cao. Sau tất cả, đừng nên nhìn vào tỷ số mà đánh giá rằng Arsenal đã có một trận đấu hoàn hảo trước đội khách Southampton. Vẫn còn đó những nỗi lo nơi hàng phòng ngự, những sai lầm ở tuyến giữa, những sự vô duyên khó hiểu trên hàng công. Nhưng thắng thì cứ vui đã, cứ gáy đi đã, vì ai biết được liệu gáy được bao lâu, nhất là khi vị khách sắp tới tại Emirates sẽ là West Ham, cây bố tọa chuyên riêng người khổng lồ. Lưu tâm tám cơ lấp thì quá ít đi. Em là tải, em ấn vào cái link tải.